Rất vui khi được gặp lại các khán giả thân yêu trong chương trình ngày hôm nay của Sống An Lạc. Thưa quý vị, nói về ung thư, đây là căn bệnh đã được liệt vào danh sách 10 bệnh gây tử vong hàng đầu cần được quan tâm và kiểm soát. Ngày nay, nhờ sự tiến bộ không ngừng của y học hiện đại, chúng ta càng có nhiều sự hiểu biết hơn về ung thư. Dù đây là căn bệnh đặc biệt nhưng hoàn toàn có thể điều trị được nếu chúng ta sớm phát hiện. Tuy nhiên, ung thư giai đoạn đầu thường bộc lộ rất ít dấu hiệu, vì thế người bệnh thường dễ dàng bỏ qua nó và không kịp thời nắm bắt cơ hội để điều trị bệnh trong khoảng thời gian vàng. Vậy quý vị có tò mò muốn biết về những triệu chứng cảnh báo của bệnh ung thư hay không? Nếu có, hãy nhìn xuống bàn chân của mình. Nếu xuất hiện 3 dấu hiệu sau đây, rất có thể tế bào ung thư đang phát triển trong cơ thể của bạn đấy ạ. Hãy theo dõi video ngày hôm nay để có cách kiểm soát bệnh tật của mình quý vị nhé. Thưa quý vị, khi ung thư xuất hiện, cơ thể sẽ xuất hiện rất nhiều dấu hiệu như chán ăn, sụt cân, sốt cao, mệt mỏi, đau nhức, vân vân. Ngoài ra, bệnh cũng có thể xuất hiện 3 triệu chứng sau đây ở bàn chân. Hãy cùng xem đó là gì nhé. Dấu hiệu thứ nhất, chân xuất hiện khối u. Theo các chuyên gia, nếu bỗng dưng bạn nhận thấy bàn chân xuất hiện khối u cứng, không rõ đường viền thì phải đề phòng khối u ác tính xuất hiện. Các bác sĩ nhắc nhở rằng ung thư phổi, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt rất dễ di căn xương nên bạn cần cảnh giác các triệu chứng bất thường ở xương chân. Ngoài ra, chân tê nhức xương tấy cũng có thể là một trong những dấu hiệu của bệnh ung thư. Theo nghiên cứu, khi tế bào ung thư di căn sẽ ảnh hưởng đến quá trình tuần hoàn máu và gây ra phù nề trên cơ thể. Bàn chân là bộ phận cuối cùng của cơ thể, vì thế cũng có thể coi là nơi nhận máu từ tim chậm trễ nhất. Nếu quá trình lưu thông máu không trơn tru thì hiện tượng tê nhức xương tấy sẽ dễ xảy ra. Dấu hiệu thứ ba, móng chân bất thường. Khi cơ thể xuất hiện tế bào ung thư, móng chân cũng sẽ thay đổi theo. Ví dụ, móng chân có thể xuất hiện các đường dọc màu đen. Theo Học viện Da liễu Mỹ, xuất hiện đường máu đen trên móng chân hoặc móng tay là dấu hiệu nhận biết khối u ác tính dưới da, chiếm 0,7-3,5%. Sọc đen trên móng do u ác tính sẽ đen và rộng hơn theo thời gian. Thậm chí khi bệnh ung thư tiến triển nặng thì các cạnh móng có thể xuất hiện chứng sưng, đau, chảy máu, chảy mủ và móng bị nứt tách ra. Theo các nghiên cứu, có khoảng 40-55% trường hợp bị u hắc tố dưới móng được phát hiện ở chân. Theo chuyên gia, chẩn đoán ung thư sớm rất quan trọng. Vì thế, bạn nên đi khám bác sĩ ngay nếu tình cờ phát hiện đường sọc sẫm màu trên dọc máu chân hoặc móng tay của mình. Dấu hiệu thứ ba, sưng, đau, thậm chí gãy chân. Theo Trung tâm Y tế của Mỹ, bệnh ung thư xương có thể bắt đầu ở bất kỳ phần xương nào trong cơ thể, nhưng nó thường ảnh hưởng nhiều nhất đến xương chậu hoặc xương ở chân và ở tay. Các triệu chứng của ung thư xương bao gồm đau xương, sưng, xương suy yếu dẫn đến gãy xương, mệt mỏi, giảm cân ngoài ý muốn. Nếu bạn nhận thấy các dấu hiệu trên ở xương chân thì nên kịp thời đến gặp bác sĩ để được khám bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, cùng với bàn chân, cổ của chúng ta chủ yếu kết nối với cơ thể và não bộ. Trên cổ có rất nhiều động mạch, mạch máu và các hạch bạch huyết phân bố. Khi một cơ quan nào đó của cơ thể chúng ta gặp sự cố sẽ có phản ứng tương ứng ở cổ. Do đó, trong trường hợp trên cổ xuất hiện một vài dấu hiệu khác lạ, bạn không nên chủ quan bỏ qua vì nó có thể ngầm cảnh báo tế bào ung thư đã xâm nhập vào cơ thể. Tiếp theo đây chính là 4 triệu chứng đáng lo ngại trên cổ mà bạn nên chú ý. Thứ nhất, sưng hạch ở cổ. Có rất nhiều hệ thống bạch huyết ở cổ của chúng ta. Nếu tế bào ung thư xâm nhập vào cơ thể chúng ta, hệ thống miễn dịch sẽ chống lại nó. Ngoài ra, khi hệ thống miễn dịch có vấn đề, khối u ở hệ thống bạch huyết vùng cổ sẽ khiến sức đề kháng và khả năng miễn dịch của cơ thể suy giảm. Nếu không chống lại được sự xâm nhập của tế bào ung thư thì nó sẽ phát triển thành khối u ở cổ. Nếu nổi cục ở cổ thì có thể là do hệ thống bạch huyết tấn công tế bào ung thư. Nhưng lúc này, trong quá trình chiến đấu, hệ thống bạch huyết khiến cục u đã to dần lên, có thể sờ thấy cục u mà không có cảm giác đau. Nhưng với sự phát triển của bệnh, tình trạng sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn nếu không được coi trọng. Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải chú ý quan sát cơ thể mình hơn. Thứ hai, cổ chuyển sang màu đen. Sạm da thường có thể phản ánh các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Hầu hết mọi người có thể nghĩ rằng cổ sạm đen là do cháy nắng hoặc các lý do khác, nhưng trường hợp này thường không đúng. Sạm da cổ do sắc tố trên cơ thể là biểu hiện bên ngoài của độc tố trong cơ thể. Đôi khi cổ đen thậm chí có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường hoặc báo trước sự xuất hiện của ung thư phổi hoặc gan. Thứ ba, cổ ngày càng sưng to. Khi phát hiện cổ to ra mà không rõ nguyên nhân, lúc này bạn nên đến bệnh viện chuyên khoa để khám toàn diện, bác sĩ sẽ điều trị tùy theo tình trạng của bạn. Xuất hiện khối u cứng và không đều, bạn cần cảnh giác bởi rất có thể liên quan đến khối u tuyến giáp. Thứ tư, trên cổ có mụn mủ. Chúng ta có thể quan sát cổ nếu phát hiện trên cổ có những mụn mủ mọc lên hoặc những mụn mủ này có màu đỏ tím, trong mụn có một ít chất lỏng.
Nếu những mụn mủ này còn gây ngứa, tốt nhất không nên gãi, vì trên tay bạn có vi khuẩn sẽ càng làm tình trạng loét da thêm nghiêm trọng. Mụn mủ trên cơ thể hay trên cổ là một loại phản ứng đào thải tự nhiên, cũng là chức năng của hệ thống miễn dịch. Hiện tượng này sẽ xảy ra nếu tế bào ung thư trong cơ thể chúng ta đang hoạt động đấy các bạn nhé. Thưa quý vị, ông bà ta vẫn thường có câu nói rằng bệnh từ miệng mà ra, và thực tế thì có một số loại thực phẩm tuy ngon miệng trở thành món ăn khoái khẩu của rất nhiều người nhưng lại ẩn chứa nhiều độc tố gây nguy hại, làm tăng nguy cơ bệnh tật, trong đó điển hình nhất là bệnh ung thư. Vậy đâu là những thực phẩm gây ung thư và làm thế nào để chọn những loại thức ăn tốt cho sức khỏe? Hãy cùng chúng tôi khám phá trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Đầu tiên trong danh sách này là các loại thịt chế biến sẵn. Khi nghe đến cụm từ thịt chế biến sẵn thì trong trí tưởng tượng của bạn có lẽ sẽ hiện lên những hình ảnh hấp dẫn của các loại đồ ăn như thịt xông khói, thịt bò khô, xúc xích, lạp xưởng, thịt đóng hộp v.v. Nhưng đằng sau hương vị lôi cuốn của những loại thực phẩm này luôn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Theo các nhà khoa học thì các loại thịt này thường được bảo quản bằng muối và những chất hóa học để bảo quản trong một thời gian. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tiêu thụ khoảng 50g thịt chế biến sẵn mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng lên tới 18%. Ngoài việc làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư liên quan đến hệ thống tiêu hóa như ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng, thì các loại thịt chế biến sẵn còn là thủ phạm xấu mặt đe dọa tới sức khỏe của hệ tim mạch như làm tăng đường huyết, tăng nồng độ cholesterol xấu trong cơ thể, tăng huyết áp. Do vậy, bạn cần hạn chế tiêu thụ loại thực phẩm đến mức tối đa nhé. Tiếp theo đó chính là đồ uống có chứa cồn. Theo các chuyên gia, khi cơ thể chuyển hóa rượu hoặc các loại đồ uống có chứa cồn khác thì có thể tạo ra sản phẩm aldehyde. Đây là một hợp chất hóa học có thể làm hỏng DNA và làm tăng nguy cơ gây ung thư. Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nếu bạn càng uống nhiều rượu thì càng làm tăng nguy cơ phát triển một số loại ung thư nhất định. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn hoàn toàn phải tránh xa loại đồ uống này. Bạn có thể thỉnh thoảng nhâm nhi chúng. Bởi nếu sử dụng với liều lượng hợp lý thì có thể giúp ích cho cơ thể. Mỗi ngày bạn có thể uống một ly rượu vang nhỏ một tuần, nhưng hãy nhớ là đừng uống thường xuyên nhé, vì chúng có thể gây nghiện cho bạn đấy. Thứ ba là đồ uống hoặc thực phẩm chế biến ở nhiệt độ cao. Thịt nướng, cá nướng hoặc các loại hải sản nướng với mùi thơm hấp dẫn, hương vị béo ngậy là món ăn ưa thích của nhiều người. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những thủ phạm có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Theo các chuyên gia thì khi nướng thức ăn hoặc nấu ở nhiệt độ cao, có thể tạo thành hợp chất có thể gây ra thay đổi DNA của bạn, có thể dẫn đến ung thư. Nếu ăn một lượng lớn các loại thực phẩm này có thể dẫn tới một số bệnh ung thư như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến tụy. Không những vậy, nếu đồ chưa được nướng kỹ có thể gây ra một số vấn đề liên quan tới rối loạn tiêu hóa, nhất là tiêu chảy, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của chúng ta. Tiếp theo trong danh sách này là thịt đỏ. Thực phẩm tiếp theo nằm trong danh sách những loại thực phẩm có thể gây ung thư mà bạn cần hạn chế sử dụng. Đó chính là các loại thịt đỏ như thịt lợn, thịt cừu, thịt bò, thịt bê, thịt ngựa và thịt dê. Theo các chuyên gia thì tiêu thụ một lượng lớn các loại thịt đỏ liên quan tới các căn bệnh ung thư như là ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến tụy. Thứ năm là các loại thực phẩm có chứa nhiều đường và tinh bột. Theo các chuyên gia, thực phẩm có chứa nhiều đường và ít chất xơ, ít chất dinh dưỡng có liên quan đến nguy cơ ung thư cao hơn so với mức bình thường. Cụ thể là một số bệnh ung thư có liên quan đến việc tiêu thụ loại thực phẩm này bao gồm ung thư dạ dày, ung thư vú, ung thư đại trực tràng. Một nghiên cứu trên 47.000 người trưởng thành cho thấy những người thường xuyên ăn những thực phẩm có chứa nhiều carbon hydrate tinh chế có nguy cơ tử vong cao gấp đôi vì ung thư đại trực tràng hơn là những người ăn chế độ ăn chứa ít carbon hydrate. Một số nhà khoa học có giải thích là do khi sử dụng những loại thực phẩm này có thể làm tăng cao mức đường huyết và hormone insulin cao hơn, dẫn tới nguy cơ gây ung thư. Theo đó, insulin đã được chứng minh là có tác dụng kích thích sự phân chia tế bào, hỗ trợ sự phát triển và lan rộng của tế bào ung thư và khiến chúng khó loại bỏ hơn. Ngoài ra, nồng độ insulin trong đường huyết cao hơn có thể góp phần gây viêm trong cơ thể. Về lâu dài, điều này có thể dẫn tới hậu quả là sự phát triển của các tế bào bình thường và góp phần gây ung thư. Đây có thể là một trong những lý do giải thích tại sao những người mắc bệnh tiểu đường có nồng độ đường huyết cao và insulin cao có nguy cơ mắc một số bệnh ung thư như là ung thư đại trực tràng. Để bảo vệ cơ thể của chính bạn và gia đình, bạn nên hạn chế sử dụng hoặc tránh dùng các loại thực phẩm chứa nhiều carbon hydrate hoặc đường như là bánh kẹo, cơm, gạo, một số loại hoa quả có vị quá ngọt, v.v. Thứ 6 là các loại rau xanh, trái cây đã nhiễm độc hóa chất. Bạn đừng nghĩ rằng tất cả các loại rau xanh trái cây đều tốt cho sức khỏe của bản thân và gia đình nhé. Cụ thể là trên thị trường hiện nay thì có một số loại hoa quả rau xanh đã bị tắm mình bởi những loại hóa chất bảo vệ thực vật và thuốc trừ sâu
hóa chất kích thích tăng trưởng hoặc là chất bảo quản rất nguy hiểm. Hầu hết những loại hóa chất này đều nằm trong nhóm chất độc, bị cấm sử dụng cho quá trình trồng trọt các loại rau hoa quả bởi những ảnh hưởng nguy hại tới sức khỏe con người, trong đó có tình trạng gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bạn và gia đình thì chúng ta cần lựa chọn những loại hoa quả, trái cây rõ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo chất lượng để tránh bị nhiễm các loại hóa chất như vậy hoặc là những loại rau quả được trồng trọt theo công nghệ hữu cơ. Trước khi thưởng thức hoặc chế biến các loại rau xanh hoa quả thì bạn nên ngâm rửa chúng bằng nước muối hoặc sử dụng các loại máy rửa chuyên dụng để có thể rửa trôi những bụi bẩn, trứng các loại sâu bọ, hóa chất gây hại nhé. Muối thường được thêm vào thực phẩm để tạo hương vị hấp dẫn cho các món ăn và dùng làm chất bảo quản. Theo các chuyên gia thì chế độ ăn có nhiều thực phẩm được bảo quản bằng muối, ví dụ như là rau quả muối, có liên quan tới việc tăng nguy cơ ung thư dạ dày và ung thư vòm họng. Ngoài ra, những loại đồ ăn này còn là sát thủ gây tăng đường huyết ở nhiều người, nhất là với những người cao tuổi có tiền sử bệnh lý liên quan tới tim mạch. Vì vậy, để bảo vệ cho sức khỏe của bản thân mình, bạn nên tập cho mình ăn những đồ ăn nhạt, chứa ít muối và hạn chế sử dụng các loại thực phẩm ngâm với muối như là dưa muối, kim chi, cà muối các bạn nhé. Quý vị thân mến, ngoài việc nắm bắt được các triệu chứng thường gặp của bệnh ung thư, thì ngay từ hôm nay, bạn cũng nên bắt đầu thực hiện những thay đổi trong lối sống của mình để góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm này nhé. Chúc bạn và gia đình sẽ luôn khỏe mạnh và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại!